Bắt về một đống cua luôn nha. Cua đồng không à. Ơ nó chạy ra kìa. Lấy cho nó sạch. Cho nó sạch để một hồi con như chỉnh lại cái chặn lại cái cho cua chạy ra. Để một hồi nướng ăn. Bắt vô. Bắt vô. Kẹp nó lên. Rồi để lấy nước rửa nó là. Con xúc bên đã đưa cho cái đó coi. Đã đưa trái đi rồi coi xúc lâu lâu á, xúc nhanh như vậy xúc đi chào đi giờ cho món khác chào đi chào sạch á ở trong túc qua người kia xịt lại hết trơn rồi để xuống mình mò cái có con cá nào không thử cái này cái lắm người ta chích nó cũng ra xong bớt rồi nó ra ngoài sông ở đây nè. Tính đi bắt cá luôn, giờ tôi chắc đi bắt cua luôn các bạn. Cá cũng hết trơn rồi, ta xịt hết rồi. Cái bờ này thì cua nó độc hơn mấy cái hang á. Dạ dạ có rồi các bạn ơi, phải đi vòng tới lại quá. Nó cũng ra xong hết rồi, nhiều như cua nè. Này có cua nữa các bạn. Nào sâu quá, ghê quá. Ốc thì khủng khiếp luôn. Thôi đi lên. Cua đây nè. Nó. Nó bị bẹp mới kêu nó đó. Cua ở đây nữa. Đây, cái hàng cua rồi nữa các bạn. Nó bò ở đây nè. À, nó kẹp. Cua này bự lắm nha. Cua này quá bự luôn á, bao bạn là cua bự luôn đó, thấy chưa, mình nói cua bự là cua bự mà nó chạy vô hang đó. Đây nữa nè. Này ra ngoài bên người ta bắt cái gì rồi. Đây cái hàng nữa các bạn. Nè, nó chạy lên kìa. Cô con nó chạy lên nè, nó ra thôi. À, như cái hàng này có cua nữa nè.
rồi bắt lên ruộng cho đất nó mềm. Còn như mấy cái hàng bên kia nó sâu lắm. Nè, như đây cái hàng có cua các bạn. Này hàng có cua chắc luôn. Không có đường nào không có cua hết. Hoàng tổng ở trở ra một hang cua luôn. Thôi biết tắt nữa, mình sửa điện thoại đây. Đây. Thấy không? Nó chạy vô. Tôi còn con nào nữa không? Thửng con cua à, một hang ở một con một à. Hai con như đóng muốn lộn nữa. Đây cái hang nữa các bạn. Đây có con cua trong đây nữa nè. Nó bị nó đang thay vỏ. Đây con nữa nè. Nó có con cua nó bị chết các bạn. Đó. Cua này nó cua sữa. Nè, đây cái hang bên đây. Những hang nếu sâu quá thì thôi bỏ đi, sâu quá. Cá quá trời, cái tô non này. Rồi đây phát hiện thêm một cái ổ, hai con cua đây luôn nè. Như cái hang cua đây, cái hang cua nè mà nó bự lắm nè, mà nghĩa là có cua bự á. Cua này nhỏ chứ không bự các bạn. Không bự dữ. Ở đây cái hang nữa nè. Quá trời cua luôn các bạn. Đó các bạn thấy không? Cái đường nó bò vô á. Dưới hồn kẽm đây. Cua này bự, vàng lòn tại phía dưới á. Đó. Bạn thấy không? Đó con cua không? Nó đưa cái càng nó lên á. Nó đang bò trong cái hang á, cái hang nó mới bị bắt ra. Quá trời cua. Đây cái hang có cua nữa nè các bạn. Đây, hai cái hang này có cua hết, các bạn thấy cái hang cua có dấu chân nè. Cái dấu chân nó sẽ bò từ từ vô, còn cái hang này nước sẽ đục nè. Con cua mà sâu quá. Nó lục tôi đây luôn. Giờ theo tới cùng. Đó. Đó các bạn thấy nó dính đất nè, đây con con đó nè. Mà nghĩ cái hang này con cua sẽ sâu nha. Tại nó nằm ở trên nó sâu lắm. Mấy con trên này hàng cua sẽ bự, cua bự nè, cua này bự lắm các bạn, cua nó bò ra. Mình bắt là cho nó lầm lòng bằng tay luôn á, nó không kẹp được, cho nó bò từ từ ra, nó bò ra. Cua rất là khó. Và thấy bắt cua đồng dễ khó. Rất khó. Cực lắm. À, được cái này dù lâu lắm rồi, cả năm nay mới bắt được cua đồng trong hang các bạn. Nó nặng quá. Đi, mình dùng cái máy là bắt hai tay mới được. Đó. Trong đây nè, để dựng cái máy mình bắt hai tay mới được các bạn. Ra đó, nó ra rồi.
bắt gì là có bữa các bạn đau tay luôn á, nó rút vô hoài luôn. Cái này bóc không được. Rất là cực các bạn thấy không? Rất là cực. Mà cua kiến này bự bự không à? Cái hàng nó ta, người ta mù tháo nước rồi nè. Đây cái hàng nữa nè, hàng cũng có thôi. Thế này các bạn, cái hàng nó sẽ có cái chân, dấu chân á, nó bò vô á, nó tạo cái dấu chân. Có đây nè, có con cùi, không biết các bạn thấy không? Ừ thấy, đêm người zoom xuống chút xíu. Rồi đây nè, nó đang bò ra. Trời ơi, bắt cua cực các bạn, lan quang rồi đứt tay, nó kẹp đứt tay luôn. Đây bạn thấy không, cua này nó bị gãy hơn cái càng rồi, nó đang, cua này có con rồi các bạn, nó đang đẻ con rồi nè. Nè con nữa nó các bạn thấy con nữa không? Thôi bây giờ mình thả nó đi, tại con cua này cũng có con rồi. Mình bắt nó, tưởng là con cua này nó có cua đực, cả nhà có con rồi. Thả nó đi. Các bạn thì nó ôm con của nó đó. Nó bò đó. Nó sẽ đẻ xa. Rồi ở đây hai cái hang luôn các bạn. Đây một cái hang nè, đâu đó cái hang, hai cái hang luôn kìa. Bắt cái hang này trước đi. Hai không có cua rồi. Cái hàng bên này chắc có nè, bên đây nè. Rớt điện thoại. Quay cho các bạn coi thì đi có một mình, các bạn quay rất là khó nè. Như cái hàng này nè. Quá sâu. Còn cái hàng phía trước. Nó đây nhỏ lên cái hàng phía trước luôn. Hai này nè, chỗ này nè. Nó cua ra các bạn. Con cua đi à. Giờ sáng cũng 8 giờ mấy rồi. Cua mới nó mới thụt đầu vô. Ngay cái này nè, có con cua thụt đầu vô rồi. Đó. Cua mới thụt đầu vô. Để những cây thì ra. Các bạn, con cua mới thụt đầu vô trong đây nè. Đó, cái hang đó đó. Con cua mới thụt đầu vô đây nè. Cua này cua bự. Nhưng mà có xác cua nhỏ. Cua này khá to đó. Đây có cái xác cua nhỏ đó các bạn, nó ăn con cua này, cua nhỏ nó ăn cua nhỏ nó bỏ hay gì. Rất là mệt, nó nằm ở trong cái ngay cái kẹt. Mà cái hang nó nhỏ lắm. Rất là bằng đứt tài rồi, rất tài luôn đây. Thấy không? Cua này dính sình rồi, để em rửa nè.
nó là cua đồng các bạn, cái càng nó rất là to. Rồi thì cái mùa dịch này về bắt cua đồng chơi cũng được các bạn, đi một vòng tới bên kia cái mình lên thì về quá. Đây còn cái hang nữa nè, cái hang này nghĩ là chắc cũng có cua nữa nè, tại vì nó có cái con cua nó bò ra, nó có cái nước đục các bạn, cái nước đục 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 là có cua á. À, có con cua, con cua, con cua, cua bự, cua bự. Như là hai con. À, nó kẹt. Nó kẹp. Đây 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 đây. Các bạn, cô này cô đực nha. Cái cô cái với thấy cô quá cô đực tương rửa. À, nó bò vô, nó bò vô. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, nó kẹp. Trời ơi. Cô này rất là dữ rồi. Nó rất là dữ, nó đưa cái càng vào sẵn luôn rồi. Trời, nó kẹp. Trời, nó kẹp đứt tay luôn, dập tay luôn. Trời, chảy máu luôn các bạn. Không thấy thường đâu nha. Nó kẹp nhẹ một cái mà chảy máu luôn nè. Các bạn thấy không? Bấm mà ghê chưa. Rồi thôi mình cũng đi về quá, nó kẹp sâu quá rồi. Còn đây con đó nè. Đây còn con đó nè. Các bạn thì nó kẹp đau quá rồi. Con cua này như cua cái hay gì á, mình để coi có con không. Cua này không có con rồi các bạn, thì thôi về các bạn, nó kẹp chảy máu luôn nè, thấy không, ăn bắt được con cua phải đổ máu luôn, thấy chưa, thì đâu đơn giản đâu các bạn. Rồi thôi mình đi về các bạn, nó kẹp đau quá, chảy máu tùm lum luôn rồi. Mùa Covid này thiếu thực phẩm thôi ăn mà nó còn làm chảy máu nữa. Để mình lên nhái hai cái lá trà mình nhai lại các bạn. Giờ sau khi nó cắn mình, nó kẹp mình các bạn, thì máu chảy rất là nhiều nha. Cái lỗ này mới cầm máu được nè. Mới cầm máu được chỗ này nè. Còn nãy giờ hai cái tay dẫn nó chảy ra ướt luôn. Và con cua nó rất là hung dữ các bạn. Vô nó kẹp các bạn là nó như biết cái nó ngó 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 lại không à. Nên nó kẹp cái tay cho một cái nè, dưới ngay chỗ này một cái nè. Nhưng mà chỗ này nó không có lủng được, bên đây nó không có lủng. Bên đây nó không có lủng. Còn ở chỗ này nó lủng. Nó lủng mình máu chảy ra được. Rồi. Thì cũng được một thao cua rồi, thôi giờ cũng đi về các bạn ơi, về rửa nó rồi coi con nào nướng được cho sạch rồi nướng ăn. Cua này với cua đồng mà, cua này nó quấn lộn, nó sắp chết luôn, nó gãi càng các bạn, nó kẹp nhau là gãi càng luôn, nó như cái con đó đó, nó đang kẹp con đó. Rồi thôi các bạn, thì để bây giờ mình đi về các bạn ơi, tay cũng khô máu rồi, mình hang cua dữ lắm các bạn. Nó nhiều cái hang đó, thằng cua nữa các bạn, đó thằng cua nó lú lên đó các bạn, nó thụt vô rồi đó, cua dữ lắm, nói quê mình là cua dữ lắm nè, nhưng đó một đống hang cua luôn á. Thì khu vực của mình ruộng rất là rộng, nói chung là rộng thênh thang luôn, mỗi tấm ruộng có cái đường mương là bốn phía mà, thì chỗ nào cũng có cua được hết, như cái đường này các bạn thấy không, dài tuốt dưới kia luôn. Toàn bộ khu cái đồng này giờ là cua không, tại vì cá đã bắt hết rồi. Rồi thôi, cảm ơn các bạn nha. Dòng thì nãy giờ đi bắt về một đống cua luôn nha. Cua đồng không à. Ơ, nó chạy ra kìa, lấy cho nó sạch.
cho nó sập, để một hồi con chỉnh lại cái, chặn lại cái cho cua chạy ra, để một hồi nướng ăn. Bắt vô, bắt vô, kẹp nó lên. À, để ấy nước rửa nó làm. Con súc này đã đưa cha cái đó rồi. Đã đưa trái đi rồi, con súc lâu lâu quá, súc nhanh như vậy. Súc đi. Chà đi cho món khác. Chà đi. Chà sạch á. Ừ, trong tuốt trong luôn. Rồi bạn thì như đây cái con cua này, con cua này cái càng quá trời bự, con cua này là con cua đực. Còn con cua này, con cua cái nãy có con cua cái thả rồi, như con cua này cua đực, cua bự thì cua đực cơ mà. Cua này cua đực luôn trời. Để gõ chân mà nha. Mày là cua cá. Đúng rồi các bạn thì thôi được cái gì đó rồi các bạn. Để ngồi coi nướng ăn mới được.